thấy không? Đó, vẫn chạy bình thường nè. Đó, đây bỏ ô cắm luôn nè. Bỏ ô cắm luôn nha. Bỏ ô cắm luôn nè. Rồi. Đó, thấy chưa? Nhưng mà dòng điện là hơi cao. Dòng điện hơi cao nha anh em. Tới 200 mấy chục V nữa. Hôm nay mình sẽ lên một clip chia sẻ về điện tuần hoàn. Nói chung là mình làm đam mê thôi nha. Rồi đam mê để mình làm thử, trải nghiệm thử nó ra cái gì. Anh em nào tham khảo, góp ý nha, chia sẻ anh em cho nó vui. Rồi đây cấu hình như sau. Đây là mình tận dụng những cái gì có sẵn nha. Đây, mình sử dụng một cái động cơ 750W tua nhanh. Nếu mà cái đây có tua chậm thì nó ok nha, nhưng mà mình có sẵn cho nên có gì xài cái đó nha. Đây, và qua một dàn poly tỷ lệ là 70 nó sẽ giảm ấy xuống, và qua một bánh đà và lên một poly. Và mình đang thử nghiệm cho nên cái mình test cái con động cơ xe đạp điện nha. Động cơ xe đạp điện mình đang thử nghiệm cho nên là mình ưng làm đủ loại. Mà đúng ra là mình thấy cái xe đạp điện này có thể được hay không, cho nên mình cũng trải nghiệm cho anh em xem. Đây, cái động cơ này thì mình không có để nguyên, và mình sẽ đấu qua là một pha, nó ba pha nha. Mình đấu ra 6 đầu dây và mình cho nó ra một pha đó, thì đây cho ra 2 đầu dây thôi. Đây, rồi như rằng anh em nào muốn một pha thì đấu theo kiểu đây là nó sẽ ra một pha, rồi ra 2 đầu dây thôi, còn hai cái đây là nối lại nha. Rồi, và đây qua một cái đồng hồ để mình lên. Rồi cấu hình nó là mình sẽ câu ra 2 sợi dây. Đây, cái điện từ của cái động cơ xe đạp điện sẽ ra dây đây. Ra dây xanh nha. Đây, ra sợi dây đây. Dây xanh này ra cái ổ cắm. Rồi, đây ra cái ổ cắm đây. Ra ổ cắm. Rồi, và để ổn định thì mình có sử dụng một cái ổn áp. Cái ổn áp đây là để ổn định điện nha. Rồi, và tiếp theo là đây, và một cái nguồn. Đây là nguồn điện nè, nguồn điện vào ổ cắm nha. Đây, nguồn điện. Đây, đó. Rồi, bây giờ chúng ta test từng phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ test cho chạy và nó kéo cái động cơ xe đạp điện để coi thử là nó phát ra như thế nào nha, cái vô như thế nào. Và thứ hai là chúng ta sẽ đấu nối lại qua cái motor thử là nó có hoạt động được không nha. Rồi, anh em trải nghiệm và thử nghiệm cùng mình nha. Rồi, ok. Và đây là một cái, cũng giới thiệu luôn, đây là một cái ổn áp bình thường nha. Đây, một ổn áp nè, cái găm điện này nha. Cái găm điện này ta bật công tắc này nha. Đó là sẽ đây, điện sẽ lên nè. Bật công tắc, tắt công tắc nè. Đó, nha. Một cái ổn áp bình thường nha. Rồi, để chút chúng ta sẽ đấu cái nguồn điện từ bánh xe đạp điện qua đây nha. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ găm cho cái motor nó chạy nha. Rồi, đó, giờ motor nó chạy rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ tăng để cho cái bánh đà nó chạy nha.
tăng lần này, cái này nó chạy lên nha. Đó. Đây thấy này, điện vôn đang lên này nha. Vôn đang lên này. Vôn đã lên này. 220 đó chưa. Bây giờ chúng ta sẽ găm cái ổn áp này qua bên cái ổ cắm đường ra, và khi động cơ chạy lên thì chúng ta sẽ rút ổ cắm đây và chúng ta găm qua nguồn của máy phát để coi thử là nó như thế nào nha. Rồi rồi anh em xem nha. Bây giờ ta sẽ bật cho máy chạy nha. Rồi. Rồi đã bật công tắc nha, bật công tắc nguồn ra nè. Đó. Tắt nè. Rồi qua ống áp nha. Rồi giờ nó sẽ giật lại nha. Đây rút ra đây. Bảo cắm luôn nè. Rồi. Đó. Thấy chưa? Nhưng mà dòng điện là hơi cao. Dòng điện hơi cao nha anh em. Tới 200 mấy chục V nữa. Rồi. Chào và hẹn gặp lại lần sau.